Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng là con vật được coi là tiên phong, luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh, đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Những người cầm tinh con chuột là những doanh nhân giỏi. Với một tình yêu tiền mãnh liệt, họ rất quan tâm người lao động và công bằng trong mọi hoàn cảnh. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do phạm phải trực thái tuế. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cơ hội tốt để chứng tỏ tài năng và thực lực của bản thân mình. Quý cô bác và anh chị thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi của tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch năm 2020. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tý sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý và cách hóa giải ra sao, mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thì Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 12 âm lịch. Dự báo trong tháng 12 âm lịch này, công việc các gia chủ Giáp Tý không được như mong đợi. Nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Tý Dương Thủy gặp Kỷ Âm Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra.
Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Tý sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, đồng thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Hơn nữa năm nay, con giáp tuổi Giáp Tý phải trực thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đền đầu họa, vô hỷ át hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Sự nghiệp tuổi Giáp Tý. Quý vị thân mến, trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn, nhất là để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý 2020 cho thấy tháng này, xét về vận trình công danh, sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá. Bạn vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Tuy nhiên tháng 12 âm lịch là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt, thái độ của bản thân đối với việc học cao lên. Nhưng điều đó là điều kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ Giáp Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng 12 âm lịch nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là bị phạm luật, bị phạt. Hơn nữa, do bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn. Tiền bạc có phần hạn hẹp hơn. Đặc biệt trong năm 2020, Nhâm Tý nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên đã phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ an hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo. Tháng 12 âm lịch này, may mắn sẽ đến với chuyện tình cảm và mối quan hệ của tuổi Giáp Tý, cho nên bản mệnh có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bạn mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Còn đối với những người đã có gia đình thì tử vi cho thấy trong tháng 12 âm lịch, tuổi Giáp Tý sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế này xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ, tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ thì hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn của kênh Phong Thủy Gia Cát.
Đây cũng là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc, hòa hợp cho gia chủ. Về sức khỏe, trong tháng 12 âm lịch, tuổi Giáp Tý sẽ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn, thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Tý cần mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn của tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch. Khi mới khởi nghiệp, khó tránh khỏi những khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được những thành công. Hơn nữa, người tuổi Giáp Tý vốn có tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.